Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game của tác giả Thập Nhị Dực Hắc Ám Xí Thiên Sứ. Tập 191. Chương 1901, Đế Đại Nhân Thật Sự. Lĩnh vực nhân gian vừa tiếp xúc với tượng nữ oa, tượng ngọc hóa thành tro tàn, từng chút một tiêu tan biến trong không khí. Chu Văn giật mình, lập tức hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Bên trong lĩnh vực nhân gian chỉ có thể tồn tại quy tắc của nhân gian, thế lực ngoài phạm vi của nhân gian sẽ bị tiêu diệt. Nói cách khác, bức tượng ngọc nữ oa này vốn chẳng phải đồ vật bình thường của nhân gian. Keng. Sau khi bức tượng ngọc nữ oa tan biến hoàn toàn, một món đồ từ trong bức tượng ngọc nữ oa rơi ra. Sau khi nhìn kỹ, Chu Văn khẽ giật mình, đồ vật đó chính là một chiếc chìa khóa được khắc bằng ngọc, hơn nữa còn rất lớn, chắc phải tầm nửa thước. Sau khi chiếc chìa khóa bằng ngọc được Chu Văn cầm lên, âm thanh kêu răng rắc từ sau lưng truyền tới. Hắn quay người lại thì thấy hai bức tường đá chắn cửa đang cui về hai bên, một lần nữa cánh cửa được mở ra. Thế nhưng lối ra không giống với lúc trước đó mà là thông tới một hang đá tự nhiên. Chu Văn triệu hồi máy phối sủng ra để bọn chúng kiểm tra bên trong hang đá đó, nhưng không có chút nguy hiểm nào. Thế là Chu Văn cũng đi vào bên trong, hang đá này không tính là sâu rộng, chẳng bao lâu là có thể đi tới cuối, nơi đó lớn hơn cửa hang một chút. Từng cây cột đá vững chãi, trên mỗi cây cột đều được nối với sợi dây xích, những dây xích đó tập trung về một hướng, mà hướng đó rõ ràng có một nữ nhân xinh đẹp. Nữ nhân xinh đẹp đó nhìn về phía Chu Văn với sự vô hại. Chu Văn có thể nhìn rõ khuôn mặt của nàng, sau đó chợt giật mình bởi vì khuôn mặt của nữ nhân này giống y hệt bức tượng ngọc nữ oa. Nếu chỉ là chuyện nhỏ đó thì Chu Văn cũng chả giật mình như thế, dù sao trong thần thoại cũng tồn tại không ít những vị thần tiên vĩnh viễn không già không chết. Người giống như nữ oa xuất hiện trong thứ nguyên lĩnh vực cũng rất bình thường. Nhưng mà khí tức Chu Văn cảm nhận được trên người của nàng lại là của một con người, hơn nữa còn là một con người có dòng máu không hề lai tạp, không hề dính một chút khí tức của sinh vật nào khác. Một con người thật sự, sống từ thời đại thần thoại đến bây giờ hoàn toàn là nằm mơ giữa ban ngày. Cuối cùng ngươi cũng tới rồi. Thấy Chu Văn ở đây, nữ nhân nọ hình như chẳng cảm thấy ngạc nhiên chút nào, khẽ cười nói, ngươi là Đế Đại Nhân. Sau khi nghe được giọng của người này, sắc mặt của Chu Văn hơi thay đổi, cái giọng nói chẳng thể nào quen thuộc hơn này chắc chắn là của Đế Đại Nhân. Ngươi nghĩ sao? Nữ nhân nọ vẫn mỉm cười. Chẳng lẽ là nữ oa? Chu Văn lại hỏi. Không phải nữ nhân này thế mà lại phủ nhận. Ngươi không phải nữ oa. Lần này người giật mình là Chu Văn. Mặc dù hắn chưa từng tin tưởng tỉnh đạo tiên, nhưng cho dù đứng ở bất cứ góc độ nào để phân tích, Đế Đại Nhân chắc chắn là nữ oa, hơn nữa bức tượng nữ oa còn giống nàng như đúc. Tất nhiên không phải. Nữ nhân nọ cười như không cười. Ngươi thấy ta giống mẹ ngươi sao? Nghĩa là sao? Ngươi nói nữ oa là mẹ của ta. Khi ta còn nhỏ cha ta đã bế ta từ trong này ra sao? Cha ta với nữ oa. Chỉ cần một câu nói của nữ nhân kia, trong lòng của Chu Văn đã cuồn cuộn sóng gầm. Ha ha, nữ nhân nọ cười lăn lộn. Vì sao lại cười? Chu Văn cau mày hỏi. Ngươi đúng là tên ngốc đáng yêu mà, trong đầu người này rốt cuộc đang nghĩ mấy thứ lung tung gì thế? Đúng là mẹ ngươi là nữ oa. Nhưng Chu Lăng Phong thì chẳng phải cha đẻ của ngươi đâu, hắn chỉ nuôi ngươi thôi. Nữ nhân cười híp mắt nhìn Chu Văn. Trong nháy mắt Chu Văn chợt cảm thấy đầu óc của mình không đủ dùng nữa rồi. Nữ nhân đó nói hắn là con của nữ oa, nhưng không phải con của Chu Lăng Phong. Trong khi Chu Lăng Phong thì nói hắn là con của Âu Dương Lam, trong thời gian ngắn Chu Văn chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, hắn nên tin ai bây giờ? Vì sao lại nói ta là con của nữ oa? Chu Văn chau mày hỏi. Ngươi đã tới được đây, đó là bằng chứng tốt nhất, ngoại trừ con của nàng, không có ai đặt chân tới đây được. Nữ nhân giải thích, đây không phải là bằng chứng. Chu Văn lắc đầu. Nếu ngươi không tin, vậy ta sẽ cho ngươi bằng chứng thuyết phục, có phải ngươi tu luyện được mê tiên kinh đúng chứ? Nữ nhân hỏi. Chương 1902, Đầu Nguồn. Không sai, đây cũng là bằng chứng sao? Tất nhiên rồi. Ngoại trừ con của nữ oa, không có ai tu luyện được mê tiên kinh cả,
Đây vốn là đồ nàng để lại cho con mình, những người khác tất nhiên sẽ không luyện được, càng đừng nói tới thành công. Nữ nhân nói, lỡ có trường hợp ngoài ý muốn thì sao? Chu Văn vẫn không tin tưởng lắm. Chắc chắn không có chuyện ngoài ý muốn, bởi vì vốn dĩ mê tiên kinh là đồ vật không thuộc về thế giới này, vậy nên người không thuộc về thế giới này như ngươi mới có thể tu luyện được. Câu nói của nữ nhân làm cho Chu Văn giật cả mình. Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Không phải ngươi vừa nói, ta là con của nữ oa sao, tại sao bây giờ lại biến thành không thuộc về thế giới này rồi? Chu Văn hoàn toàn không thể giải thích được mấy lời này, toàn là mâu thuẫn. Chuyện này không hề mâu thuẫn, ngươi là con của nữ oa, tất nhiên không phải người của thế giới này rồi. Nữ nhân ung dung nói, cho nên, nữ oa không phải người của thế giới này sao? Chu Văn hỏi, sai, nữ oa là người ở đây, còn ngươi thì không. Lời này làm đầu óc Chu Văn xoay mòng mòng, hắn không thể nào theo kịp mạch não của nàng được. Theo ngươi nữ oa là gì? Nữ nhân đột nhiên nói. Câu hỏi này khiến cho lòng của Chu Văn dục dịch, không phải ý của ngươi là, nữ oa không phải là một thứ đơn lẻ độc lập, bản thân nàng chính là địa cầu rộng lớn à? Cũng không quá ngu ngốc, nữ oa chính là người sinh ra vạn vật trên địa cầu. Cứ coi là vậy đi, vậy không phải tất cả con người thậm chí là các sinh vật trên địa cầu đều là con của nàng à? Chu Văn bĩu môi hỏi. Không giống đâu. Nữ nhân lắc đầu. Khác ở chỗ nào? Chu Văn hỏi tiếp. Bởi vì ngươi được sinh ra từ lõi tâm của địa cầu, nếu theo cách nói của loài người thì, ngươi chính là phối sủng của địa cầu. Nữ nhân nhấn mạnh từng chữ. Câu nói này hoàn toàn khiến cho Chu Văn choáng váng, lặng người ở đó cả nửa ngày không nói gì. Cứ coi như ta là phối sủng địa cầu đi, vậy thì thế nào? Trong lòng Chu Văn đã có tính toán riêng, xem coi nữ nhân này muốn gì. Thế nào? Ngươi đã tới đây, có nghĩa là ta có thể rời đi rồi. Đế đại nhân nói, ta không nhớ mình từng đồng ý giúp người thoát ra. Chu Văn nhăn mày nói. Đế lại nhân nở nụ cười sâu xa, bản thân ta cũng chưa từng nói cần ngươi cứu ta. Ngươi không cần ta cứu ngươi, hoàn toàn ngoài ý muốn. Lúc bổn vương tung hoành khắp vô địch, ngươi đây đến quả trứng còn chưa có kia kìa, nếu đến ta còn phải bó tay vậy thì ngươi có ích lợi gì? Đế đại nhân lạnh nhạt nói, vậy à, vậy vì sao ngươi vẫn còn ở đây thế? Chu Văn cười cười chế giễu. Đương nhiên là chờ ngươi rồi, ta và nàng ấy từng hẹn ước, chỉ có thể chờ ngươi tới đây rồi đưa đồ vật cho ngươi, ta mới có thể yên lòng rời đi. Đế đại nhân nói, nàng ấy, nữ oa sao? Chu Văn thấy có mùi không ổn, thứ nữ oa trong miệng đế đại nhân nói thật ra chính là địa cầu. Mà địa cầu thì nào phải một động vật hay sinh vật sống nào đó chứ, nàng hẹn ước với địa cầu bằng cách quái quỷ gì giờ. Nhưng nếu như người ước định với đế đại nhân không phải nữ oa, vậy thì chỉ còn khả năng duy nhất. Người có thể ước định với đế đại nhân chính là nữ nhân lái con thuyền đáp xuống địa cầu để ném đám tù đồ ra. Nhưng người nữ nhân đó là ai? Đế đại nhân chính là ai chứ? Theo suy đoán của Chu Văn, một trong hai người là nữ nhân kia và đế đại nhân này chắc chắn sẽ có một người thuộc tiên tộc và người đó còn là vị vua của tiên tộc từng đáp xuống dị thứ nguyên kia. Dựa vào đủ loại khả năng, suy đoán là đế đại nhân là vị tiên tộc kia đã nhỉnh hơn một chút. Cứ coi như đế đại nhân là đế quân của tiên tộc đi, vậy người nữ nhân lái thuyền đi tới rốt cuộc chui từ xó xỉnh nào ra đây? Tại sao nàng phải cướp phối sủng của địa cầu? Rồi tại sao phải sinh ra một phối sủng của địa cầu mới? Tại sao muốn để lại đồ cho phối sủng mới đó? Tại sao lại để đế đại nhân canh giữ tại đây chứ? Đủ loại câu hỏi khác nhau không tìm được đáp đán. Người bây giờ có thể giải đáp thắc mắc cho Chu Văn chỉ có vị đế đại nhân trước mặt đây thôi. Các bạn đang nghe chuyện Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game của tác giả Thập Nhị Dực Hắc Ám Xí Thiên Sứ tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 1903, không được mở. Ta không biết, chỉ một câu nói đơn giản của đế đại nhân đã đập tan hy vọng của Chu Văn thành bọt nước. Ngươi làm sao mà đến nàng là ai cũng không biết thế? Chu Văn vẫn chưa từ bỏ ý định, bản đế tự xưng là vô địch khắp thế gian, lúc mà Thứ Nguyên còn chưa hạ lệnh cấm đã tự ý phá vỡ vách ngăn, đi tới vũ trụ của các ngươi. Suy nghĩ lúc đó cho rằng bản thân là người không ai địch nổi. Đế đại nhân thở dài, có thể là vào lúc ta hạ xuống địa cầu, lúc mong muốn xử lý xong xuôi hết mọi chuyện, nàng đã xuất hiện, lái theo chiếc thuyền lớn phá xuyên qua không gian, chặn ngay trước mặt ta.
Nếu như khi đó thật sự có tồn tại một thế giới ở giữa nữa, ta không thể nào không biết được, nhưng ta lúc đó không hề biết, cũng chưa từng nghe về một người như thế này. Ý của ngươi là, nàng vốn dĩ chẳng thuộc về thế giới này của chúng ta, cũng không thuộc về thế giới dị thứ nguyên của các ngươi. Chu Văn càng thêm kinh ngạc. Chắc thế nhỉ? Đế đại nhân vẫn tiếp tục nói, ta với nàng lao vào đánh nhau một trận, kết quả lại thua thảm, đó là lần thất bại đầu tiên trong cuộc đời của ta. Lừa đảo à, chẳng lẽ ngươi vừa sinh là đã vô địch rồi chắc? Chu Văn âm thầm phỉ báng nhưng không hề nói ra. Đế đại nhân vừa nhìn bà biết Chu Văn đang nghĩ gì, lạnh nhạt nói. Vừa ra đời ta đã là tận thế cấp. Chu Văn lập tức ngậm miệng, sinh ra đã là tận thế cấp, câu trả lời ngập tràn kiêu ngạo, vừa ra đời đã là tận thế cấp, thật sự rất khó để thua cuộc. Sau đó thì sao? Chu Văn vội vàng chuyển chủ đề, nếu tiếp tục nói về việc này tim hắn sẽ rỉ máu mất thôi. Hắn nỗ lực đêm ngày, chẳng qua cũng chỉ là một thiên tài nhỏ bé, đến vạch xuất phát của người ta còn chưa chạm được. Đế đại nhân nhìn bộ dạng chán trường của Chu Văn thì trong lòng đã vui vẻ, vừa cười vừa nói, ngươi cũng đừng nản lòng. Nếu như Chu Lăng Phong không trộm ngươi đi thì vào lúc mà ngươi chào đời, ngươi cũng có thể miễn cưỡng coi là tận thế cấp. Vì sao Chu Lăng Phong có thể trộm được đứa bé chứ? Đây là câu đố mà Chu Văn chẳng thể giải được, không nói đến nữ nhân kia mạnh mẽ kia cũng được. Cho dù chỉ có mỗi đế đại nhân, cũng không thể nào mặc kệ Chu Lăng Phong trộm lấy đứa trẻ rồi chạy mất được. Ta không biết, ban đầu ta cũng nghĩ như vậy, nhưng Chu Lăng Phong lại làm được rồi. Đế đại nhân cười nói. Nếu muốn biết câu trả lời, chỉ sợ là sau khi ngươi chết, ngươi mới đến chỗ nàng để tìm câu trả lời được thôi. Nữ nhân đó chết rồi sao? Chu Văn giật cả mình. Đúng vậy, nàng thắng ta, nhưng mạng sống thì vẫn còn. Đế đại nhân lạnh nhạt nói, thực tế thì ban đầu ta cũng đã nghi ngờ nàng ấy đã bị thương trước khi đánh với ta, sau khi đánh với ta xong không lâu sau đó cũng nàng đã mất. Vì tuân thủ lời hứa, ta mới phải một mực chờ ở đây cho tới khi nào đưa được đồ cho ngươi. Đây là gì thế? Chu Văn nhịn không nổi tò mò hỏi. Lần này đế đại nhân không trả lời chỉ đứng lên, âm thanh lạch cạch vang theo sau đó, xiềng xích vốn trói buộc nửa nhân. Lại đứt đoạn từng sợi, trong nháy mắt nàng đã lấy được tự do. Trước đó Chu Văn còn đang nghi ngờ đế đại nhân lừa gạt hắn, bây giờ xem ra việc rời khỏi chỗ này của đế đại nhân vốn chả cần hắn hỗ trợ. Ta đã sớm nói rồi, ta ở chỗ này chẳng qua muốn đưa đồ của nàng gửi trả lại cho ngươi thôi, ai ngờ ngươi là lòng tiểu nhân lại còn nhát chết. Nói xong đế đại nhân đi về phía trước hai bước, chỉ vào vị trí vừa ngồi xong nói, đồ vật nàng đưa ta chính là nó. Chu Văn lúc này mới thấy, chỗ đế đại nhân vốn từng ngồi xuống hóa ra lại để một cái dương ngọc thạch, đằng trước của chiếc dương chính là một ổ khóa kiểu cũ. Trong đó có gì thế? Chu Văn hỏi, ai mà biết, ta hứa với nàng là đồ vật trong này phải chính tay ngươi lấy ra. Đế đại nhân nhìn thoáng qua Chu Văn rồi nói, ngươi cầm chìa khóa rồi, mở một chút có sao đâu, không được mở. Vào lúc Chu Văn đang phân vân có nên mở hay không, đột nhiên một âm thanh quen thuộc vang lên ở phía sau lưng. Quay đầu lại nhìn, người đang vào thế mà lại là Tỉnh Đạo Tiên đang nghiêng ngả, khó coi. Nhìn trong tình huống của hắn không ổn lắm, khắp thân trên toàn là máu, mái tóc hoa râm xõa ra, ánh mắt lại vô cùng kiên định giống như muốn lóe ra tia sáng. Chương 1904, nên tin ai đây? Ngươi thế mà còn chưa chết. Đế đại nhân nhìn thấy Tỉnh Đạo Tiên thì có chút ngạc nhiên, không hơn không kém. Diễn Vương chẳng dám thu nhận thân già này đâu, ta có muốn cũng không xuống được. Tỉnh Đạo Tiên từng bước tới gần, cảm giác như trên người hắn giống như gợn sóng không ngừng tỏa ra, giống như một khí thế vô hình ập tới, nặng như núi lớn. Nhóc con, không thể nghe theo lời của nàng mà làm bậy được, nếu ngươi mở cái dương đó ra, nàng mới thật sự thoát được, đến lúc đó đừng hòng phòng bị kịp. Tỉnh Đạo Tiên nói với Chu Văn. Chu Văn nhìn đế đại nhân một chút, rồi lại nhìn Tỉnh Đạo Tiên, trong thời gian ngắn không biết nên tin ai. Thật ra Chu Văn chẳng tin ai hết, nhưng nếu bắt buộc phải chọn, hắn thà tin tưởng đế đại nhân hơn một chút vậy. Chu Văn, ngươi còn không hiểu à? Nếu nàng thật sự có khả năng thoát được, thân già này còn sống tới giờ sao? Tỉnh Đạo Tiên tiếp tục nói. Không thể không thừa nhận, lời nói của Tỉnh Đạo Tiên rất có lý. Nếu đế đại nhân thật sự mạnh tới mức dễ dàng lấy lại được tự do như nàng nói, vậy thì vì sao Tỉnh Đạo Tiên có thể ở trước mặt nàng rồi ăn nói hàm hồ chứ? Chu Văn nhìn về phía đế đại nhân, muốn nghe xem nàng sẽ giải thích thế nào.
Chu Văn không hề vội vàng quyết định, tình hình bây giờ vô cùng có lợi cho hắn, rất có thể đây là thời gian của sự thật. Đế đại nhân hình như chẳng thèm muốn giải thích cho Chu Văn, nhưng nàng lại nói với Tỉnh Đạo Tiên, ngươi liều mạng để tới được đây, chỉ vì muốn nói với Chu Văn là không thể mở cái dương này ra. Lời nói này không hề có chữ nào dính dáng tới giải thích, nhưng nó lại thuyết phục một cách hùng hồn. Tỉnh Đạo Tiên liều mạng tới tận đây, thậm chí trước khi vào trong miếu nữ oa đã từng dùng ngôi tảo bà tinh siêu cấp thể lừa Chu Văn. Chắc chắn không phải chỉ đơn giản là muốn ngăn không cho Chu Văn mở dương. Nếu thật sự là như vậy, hắn hoàn toàn không cần mời Chu Văn tới Kỳ Tử Sơn, ta tới đây là có mục đích, nhưng nó không liên quan tới đồ bên trong dương. Sắc mặt Tỉnh Đạo Tiên không hề thay đổi, chậm rãi trả lời. Ồ, thế ngươi vì sao mà tới đây? Đế đại nhân hứng thú nhìn Tỉnh Đạo Tiên. Vì ngươi. Người ngạc nhiên vì câu trả lời này không chỉ có đế đại nhân mà còn có cả Chu Văn. Ý ngươi là, ta chính là phối sủng. Đế đại nhân nở nụ cười. Hụ, hụ, chắc chắn không sai, nàng mới là phối sủng thật sự của địa cầu. Cái dương kia là đồ để giam giữ nàng. Nếu ngươi mở nó, nàng sẽ thoát ra. Phối sủng của hành tinh nó ra ngoài đối gây ra hậu quả gì cho hành tinh này, Chu Văn ngươi chắc sẽ rõ hơn ta nhỉ? Tỉnh Đạo Tiên nói với Chu Văn. Chỉ mới một lát, Chu Văn đã được nghe hai dị bản về công sinh sủng hoàn toàn khác nhau, một cái thì nói hắn là phối sủng của địa cầu. Hiện tại thì Tỉnh Đạo Tiên lại nói đế đại nhân mới là phối sủng của địa cầu, cuối cùng thì ai là người lừa đảo đây? Đế đại nhân chẳng hề muốn giải thích, chỉ im lặng cười cười nhìn hai người, đóng vai người qua đường một cách nhuần nhuyễn. Ngươi nói nàng chính là phối sủng của địa cầu, vậy chứng cứ đâu? Tất nhiên Chu Văn sẽ không chỉ nghe theo một phía của Tỉnh Đạo Tiên được. Tỉnh Đạo Tiên tựa người vào vách ngồi xuống, một bên thở không ra hơi nói, Chu Văn, nghĩ kỹ một chút đi, trên thế giới này có ai có thể điều khiển mọi việc của địa cầu? Thỏa mãn tất cả ước nguyện chứ, cho dù mà mấy kẻ mạnh mẽ tới từ dị thứ nguyên thì chắc gì đã có năng lực ấy được. Mỗi một câu nói của Tỉnh Đạo Tiên đều nói trúng trọng điểm, đều là thắc mắc của Chu Văn. Đế đại nhân chỉ dựa vào đúng mỗi năng lực nguyện vọng là đã có thể muốn gì làm nấy, điều này không còn gói gọn trong hai từ mạnh mẽ nữa rồi. Chỉ có thế này sao? Chu Văn hoàn toàn không bởi vì một ít thông tin này mà tin đế đại nhân là phối sủng của địa cầu. Tỉnh Đạo Tiên họ một tiếng, máu từ trong miệng trào ra, một lúc lâu sau hắn mới nói tiếp. Ta không biết nàng nói với ngươi chưa, đó là chỉ có ngươi mới tới được đây. Năm đó khi bốn người chúng ta đi vào miếu nữ oa, mặc dù không gian thì khác nhau, nhưng tất cả đều gặp nàng. Tất nhiên, ta chỉ là nói mình đã từng thấy nàng, Mê Tiên Kinh cũng ăn trộm ở đây. Mà việc bọn Vương Minh Uyên có gặp nàng hay không, cũng chỉ là suy đoán của ta, ngươi tin hay không thì tùy. Các bạn đang nghe chuyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game của tác giả Thập Nhị Dực Hắc Ám Xí Thiên Sứ tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1905, Quyết Đoán. Hắn nói có đúng không? Chu Văn nhìn về, phía đế đại nhân hỏi. Đúng là đế đại nhân từng nói, chỉ có Chu Văn mới có thể tới đây, nhưng bây giờ Tỉnh Đạo Tiên cũng vào được, vậy thì có lỗ hổng rồi. Nếu trước kia Tỉnh Đạo Tiên thật sự tới đây rồi, vậy thì, lời nói của đế đại nhân, không thể tin được. Ta nói hắn chưa bao giờ tới đây, ngươi tin không? Đế đại nhân khẽ cười rồi hỏi. Nhưng bây giờ hắn đang ở đây, ngươi từng nói, chỉ có phối sủng của địa cầu mới vào được. Chu Văn nói. Là vì lúc trước ngươi đã lấy được chìa khóa, bây giờ ngươi tới rồi thì mấy cái hạn chế kia tất nhiên sẽ biến mất. Chẳng qua việc hắn bò được tới đây thật sự là chuyện ngoài ý muốn mà. Đế đại nhân lạnh lùng. Hai bên đều cho là mình đúng, trong lúc nhất thời Chu vẫn cũng chẳng thể tin được ai đúng ai sai. Việc ai đáng tin hơn, đối với Chu Văn mà nói không hề áp lực, hắn cũng không bắt buộc phải đưa ra lựa chọn. Tỉnh Đạo Tiên, ngươi nói nàng là phối sủng của địa cầu, ngươi tới cũng là vì nàng, bây giờ ngươi gặp nàng rồi thì định làm gì? Chu Văn hỏi Tỉnh Đạo Tiên, tất nhiên là khế ước để nàng làm việc cho ta rồi. Tỉnh Đạo Tiên nói, làm sao khế ước được? Tình huống bây giờ của ngươi không ổn lắm, ngươi có chắc mình đánh được nàng không? Chu Văn chẳng tự tin Tỉnh Đạo Tiên mạnh như vậy. Đừng nói có bị thương hay không, cho dù không, Tỉnh Đạo Tiên cũng đừng hòng thắng được. Ta thì không được, nhưng ngươi thì có. Tỉnh Đạo Tiên họ lên rồi nói, đừng bị lừa bởi vẻ ngoài, nàng ta bây giờ đang cực yếu, chắc chắn không phải đối thủ của ngươi.
ngươi còn nhớ rõ ta từng nói là vào một ngày hàng năm, bông hoa nhỏ sẽ âm thầm biến mất tiêu, đi tới Kỳ Tử Sơn. Đây chắc chắn không phải lừa đảo, sau khi bông hoa nhỏ rời đi, nàng sẽ không còn sức mạnh không gì không làm nổi nữa, nàng ta hiện giờ yếu vô cùng, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Thời gian gấp rút, ngươi phải lựa chọn nhanh một chút. Hắn nói đúng không? Chu Văn nhìn về phía Đế Đại Nhân. Ngươi đoán xem. Đế Đại Nhân vẫn cứ giữ y nguyên nụ cười ban nãy mà nhìn về phía bọn họ, không hề xen vào cũng chẳng thèm giải thích. Nghĩ lại xem nàng có từng nói với ngươi nàng là tiên tộc không, rõ ràng thì cơ thể của nàng ta là của người phàm, làm sao mà dính dáng với tiên tộc được. Tỉnh Đạo Tiên tiếp tục nói. Tại sao? Chu Văn nhìn về Đế Đại Nhân, hắn cũng vô cùng thắc mắc chuyện này. Ai cũng có thể biết được cơ thể của Đế Đại Nhân là nhân loại 100%, nàng lại nói mình là tiên tộc, rõ là lừa đảo. Nhưng với khả năng ủ mưu vô cùng tài giỏi, Đế Đại Nhân lại có thể dụng mấy trò trẻ con này sao? Ngươi dám chất vấn bản đế sao? Đế Đại Nhân nhếch miệng, giống như là cực kỳ khinh thường. Ta chỉ muốn tìm được sự thật, Chu Văn nói thẳng. Sự thật ngay trước mặt ngươi, nếu ngươi mở dương ra, toàn bộ đáp án sẽ được hiện rõ. Đế Đại Nhân bình tĩnh nói, nếu ngươi không tin, ta, ngươi có thể làm nàng đầu hàng trước, sau đó mở dương sau cũng được. Tỉnh Đạo Tiên nói chen vào, ý kiến hay. Chu Văn nhìn Đế Đại Nhân, chậm rãi rút thanh kiếm đá nhân hoàng treo ở bên hông ra. Chuyện gì rồi cũng phải có cái kết, hai bên mỗi người một ý, trong lòng Chu Văn đã có quyết định của riêng mình. Nếu đúng như Tỉnh Đạo Tiên nói thời gian của hắn còn rất ít, vậy nhất định phải dứt khoát. Nhân hoàng thạch đao cắt đôi không khí, theo tiếng gió thổi vì vù mà rời khỏi vỏ. Thạch đao của nhân hoàng mang theo sức mạnh kinh khủng chém về phía Đế Đại Nhân. Keng. Đế Đại Nhân cũng không né tránh, thời điểm nhân hoàng thạch đao chém tới trước mặt nàng lại giống như bổ lên một mặt vách kim loại vô hình. Chẳng những không thể chém trúng Đế Đại Nhân, ngược lại là tay cầm đao của Chu Văn bị chấn run rẩy đến tê dại, nhân hoàng thạch đao gần như tuột khỏi tay. Tỉnh Đạo Tiên, ông còn ngây ra đấy nhìn cái gì, còn không hỗ trợ. Chu Văn vừa hét lớn, vừa nắm chuôi đạo bằng hai tay, lần nữa chém về phía Đế Đại Nhân. Chương 1906, cuối cùng thành công. Keng keng, keng keng, liên tục cuồng bạo chảm kích nhưng ngay cả góc áo của Đế Đại Nhân cũng không chạm tới, đều bị vách ngăn vô hình ngăn lại. Trong mắt Tỉnh Đạo Tiên lóe lên vẻ mừng rỡ, triệu hoán phối sủng. Cùng lúc đó, thân hình cũng theo đó vọt lên, một chưởng mang theo tàn ảnh đè ở phía trên vách ngăn vô hình kia. Song chưởng Tỉnh Đạo Tiên liên tục đánh ra, lưu lại từng cái huyết thủ ấn chồng chất trên bề mặt vách ngăn vô hình, đó là máu trên người ông ta chảy ra. Tấn công vào chỗ huyết ấn, Tỉnh Đạo Tiên vừa đánh ra vừa nói. Chu Văn cũng không do dự, nhân hoàng thạch đao chém vào nơi Tỉnh Đạo Tiên để lại huyết thủ ấn. Nói đến cũng lạ, vách ngăn vô hình bị lây dính máu dường như trở nên mềm đi rất nhiều, mặc dù nhân hoàng thạch đao vẫn không thể nào chém rách được vách ngăn vô hình. Nhưng mà Chu Văn có thể cảm giác được, nhân hoàng thạch đao hình như chém vào thứ gì đó ở bên trong. Thu đao, chờ ta đến. Tỉnh Đạo Tiên lần nữa kêu lên. Trong nháy mắt Chu Văn rút đao, Tỉnh Đạo Tiên lại lần nữa vỗ vào vị trí vừa nãy Chu Văn chém trúng, huyết dịch bôi lên chỗ vô hình lại trở thành một vết máu. Hình dáng được huyết dịch nhuộm ra, có thể nhìn thấy quả thật có một vết đao sâu chừng vài cm. Tỉnh Đạo Tiên đánh một kích liền lui ra, Chu Văn lại chém vào cùng một vị trí, lại làm cho vết đao kia sâu thêm một chút. Hai người hợp tác như vậy, vách ngăn vô hình từng chút bị chém ra, khoảng cách của nhân hoàng thạch đao với Đế Đại Nhân cũng càng lúc càng gần. Đế Đại Nhân nhìn hai người làm như vậy lại không có động tác gì, chỉ là lạnh lùng nói, Chu Lăng Phong quả nhiên không dạy ra được thứ gì tốt, ngươi giống như hắn, đều là tiểu nhân vô sỉ đáng thương. Chu Văn buồn bực không lên tiếng, vẫn duy trì phối hợp với Tỉnh Đạo Tiên điên cuồng chém, sau mấy chục đòn liên tục, giống như nghe được âm thanh như thủy tinh vỡ nát. Vách ngăn vô hình bị chém vỡ hoàn toàn. Chu Văn và Tỉnh Đạo Tiên một trái một phải, vọt tới Đế Đại Nhân. Đừng nghe nàng ta nói nhảm, thừa dịp nàng ta bây giờ không có năng lực phản kháng, thu phục nàng cùng với khế ước. Tỉnh Đạo Tiên toàn thân máu tươi như mưa mãnh liệt bắn tới Đế Đại Nhân. Chẳng trách lão già này lúc nào cũng mang bộ dạng mắc bệnh nặng, mỗi lần chiến đấu đều vung nhiều máu như vậy, không chết đã coi như là kỳ tích. Chu Văn ngầm chê bai, nhân hoàng thạch đao trong tay nhưng lại không ngừng cuồng bạo chém về phía Đế Đại Nhân. Một giây sau,
Tỉnh Đạo Tiên và Chu Văn đều hoàn toàn biến sắc. Máu tươi Tỉnh Đạo Tiên vung ra và Nhân Hoàng Thạch đao của Chu Văn hạ xuống người trên người Đế Đại Nhân lại như chém trúng ảo ảnh, trực tiếp xuyên qua thân thể của nàng ta, không thể tạo thành chút thương tổn nào. Thiên ma tan rã, huyết hải không bờ. Tỉnh Đạo Tiên gầm lên một tiếng, huyết dịch trong thân thể theo lỗ chân lông toàn thân tuôn ra, làm cả động đá cũng bị che phủ bên trong, nhuộm mọi thứ đã thành màu đỏ máu. Thân thể của Tỉnh Đạo Tiên thì như biến thành xương khô, tuy nhiên lại không phải là khô quắt. Mỗi một tấc cơ thể đều tựa như ẩn chứa lực bạo phát đáng sợ khó có thể tưởng tượng được, giống như ma quỷ ngàn năm từ địa ngục chui lên muốn cùng chết. Bắt được ngươi rồi. Trên mặt như cương thi của Tỉnh Đạo Tiên lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Chỉ thấy thân ảnh của Đế Đại Nhân biến mất bên trong màu máu, phía trên Dương Ngọc thân ảnh Đế Đại Nhân lại xuất hiện lần nữa, nàng vẫn như cũ bị xiềng xích khóa lại, ngồi trên Dương Ngọc. Giọt máu nhiễm lên y phục màu trắng và khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, tạo thành một bộ hình tượng quỷ dị lại đẹp đẽ, cuối cùng cũng thành công. Tỉnh Đạo Tiên mừng rỡ như điên, theo một trưởng ông ta vỗ ra, huyết dịch trong động đều giống như sống lại, cứ như là ngàn vạn con trùng nhỏ màu máu, tràn tới Đế Đại Nhân đang bị khóa ở nơi đó. Chu Văn lui qua một bên, lạnh nhạt nhìn tất cả mọi chuyện. Tiểu tử, ngươi đúng là thức thời hiểu rõ tình hình, chờ lão đầu tử trở thành người mạnh nhất vũ trụ xong, tất nhiên sẽ không quên công ngươi. Tỉnh Đạo Tiên thấy Chu Văn không phản bội, khàn khàn nói. Chu Văn không nói gì, chỉ là lạnh nhạt đứng ngoài quan sát. Các bạn đang nghe chuyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game của tác giả Thập Nhị Dực Hắc Ám Xí Thiên Sứ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1907, cuối cùng vẫn thua. Thật là người ác độc, lòng dạ quá độc ác. Trong huyết trùng bao phủ, truyền đến giọng nói của Đế Đại Nhân, lại vẫn không nhanh không chậm như cũ. Chu Văn không biết lời này Đế Đại Nhân nói hắn, hay là nói Tỉnh Đạo Tiên. Đại trưởng phu nếu không tàn nhẫn, làm sao có thể đứng vững trên thế gian? Tỉnh Đạo Tiên nói, từng bước một đi tới Đế Đại Nhân. Mỗi bước đi của ông ta cũng giống như mang theo núi mà đi, máu tươi càng thêm điên cuồng tuôn tới Đế Đại Nhân. Tuy nói bản thân nhân loại chính là diễn sinh vật của phối sủng địa cầu, nhưng lại chỉ có thể coi là thức ăn thừa mà thôi, không có đủ tư chất tu luyện mê tiên kinh, ngươi có thể tăng thêm cải tạo mê tiên kinh. Tu luyện tới mức như thế không biết đã giết bao nhiêu người, chiếm bao nhiêu mạng, tự thân cũng chịu đựng không biết bao nhiêu đau khổ khó có thể tưởng tượng, đúng là một kẻ tàn nhẫn. Lời nói của Đế Đại Nhân xoay chuyển, lạnh nhạt nói, chỉ là ngươi như vậy, vẫn còn là ngươi sao? Lẽ nào ngươi chưa từng nghe qua một câu nói, vương hầu cũng không phải trời sinh đã ở địa vị cao quý. Đều là nhân loại, phối sủng địa cầu dựa vào cái gì hơn người một bậc, dựa vào cái gì hắn có thể luyện thành mê tiên kinh còn ta thì không luyện được. Lão già ta cả đời này cũng không tin tà, lại một mực muốn luyện thành nó, thậm chí so với mê tiên kinh nguyên bản càng mạnh hơn. Tỉnh Đạo Tiên từng bước tới gần, huyết dịch đã hoàn toàn bao phủ cơ thể Đế Đại Nhân, nhìn qua giống như một quả cầu bằng màu. Thật đáng thương, ngươi luyện thành vẫn không phải là mê tiên kinh, nhưng chỉ là lừa mình dối người mà thôi. Đế Đại Nhân hờ hững nói, là cái gì không quan trọng, quan trọng là ta sẽ càng mạnh, mà ngươi bây giờ thuộc về ta. Tỉnh Đạo Tiên cuối cùng cũng đi tới trước mặt Đế Đại Nhân, một tay đánh tới huyết cầu. Theo một trưởng này của Tỉnh Đạo Tiên, huyết cầu giống như bồn nước tìm được cửa tháo nước, theo trưởng thế ào ào chảy ra, tràn vào bên trong thân thể Đế Đại Nhân. Huyết cầu lập tức biến mất, thủ trưởng Tỉnh Đạo Tiên đặt tại đỉnh đầu Đế Đại Nhân, hình thành một điểm đỏ trên trán nàng. Quả nhiên Chu Lăng Phong nói không sai, đóa hoa kia chính là căn nguyên sức mạnh của địa cầu, mà ngươi chính là chìa khóa đạt được căn nguyên sức mạnh. Nhìn chằm chằm vào huyết ấn trên trán Đế Đại Nhân, hung ác cuồng nhiệt trong mắt Tỉnh Đạo Tiên càng lúc càng đậm. Thì ra là thế, ta nói ngươi làm sao có thể biết nhiều như vậy, hóa ra là do đồ vô sỉ Chu Lăng Phong kia. Đế Đại Nhân thở dài nói, ta sớm nên nghĩ đến, chỉ có hắn từng tới đây, chỉ là không ngờ rằng hắn lại vô sỉ đến trình độ này, chính mình không dám tới lại làm cho ngươi tới nơi này chịu chết. Bây giờ ngươi nói gì đều vô dụng, sức mạnh này ta chắc chắn phải có được. Bàn tay Tỉnh Đạo Tiên phát lực, huyết điểm trên trán Đế Đại Nhân càng phát ra dữ tợn, hóa thành từng vết tơ máu. Theo hướng mạch máu lan ra toàn thân Đế Đại Nhân, giống như mạng nhện rậm rạp chẳng chịt lan tràn ra phía ngoài. Nếu sức mạnh của ta còn có một phần ngàn vạn, lại có thể cho phép ngươi làm càn như vậy sao? Thôi,
cuối cùng vẫn là bại bởi nàng ta sao? Đế đại nhân than nhẹ một tiếng, đôi mắt chậm rãi nhắm lại. Theo một tiếng thở dài này, cơ thể đế đại nhân đã xảy ra biến hóa quỷ dị, làn da giống như bằng bùn đất khô khốc vỡ ra, rơi xuống từng khối. Phốc, tỉnh đạo tiên phun ra một ngụm máu đen, người cũng liên tiếp lui về phía sau, kinh hãi nhìn. Cơ thể đế đại nhân giống như tượng đất rạn nứt. Huyết dịch tỉnh đạo tiên rót vào bên trong thân thể đế đại nhân cùng với làn da khô nứt rơi xuống, không tiếp tục chịu sự khống chế của tỉnh đạo tiên. Bên trong vỏ xác khô nứt đang bong ra từng mảng, một thân thể như tiên như ngọc xuất hiện, tản ra tiên linh khí không gì sánh bằng. Không thuộc về trần thế, dù chỉ là nhìn một cái cũng làm người ta tự thấy mình nhơ bẩn, giống như một sự khinh nhờn. Những xiềng xích trói buộc đế đại nhân cũng theo xác bùn rơi xuống đất từng cái, cuối cùng vẫn là thua. Đế đại nhân cũng không thèm nhìn tới tỉnh đạo tiên sắp dầu hết đèn tắt, tự mình than nhẹ. Khụ khụ, Chu Lăng Phong lừa ta, hay là ngươi lừa Chu Lăng Phong? Chương 1908, thất bại cả đời chưa từng có. Tỉnh đạo tiên toàn thân mất đi huyết dịch, cũng chỉ còn lại một hơi, ho khan liên tục, nhưng ngay cả khi ho cũng không có máu phun ra nữa. Nhân loại từng thấy được thân phận thật sự của ta chỉ có hai người các ngươi mà thôi. Đế đại nhân lạnh nhạt nói, như vậy, đúng là, ta cũng bại, không oan. Tỉnh đạo tiên vừa nói, sự sống trên người nhanh chóng tiêu tán, rất nhanh đã không có hơi thở. Ánh mắt đế đại nhân sắc bén tựa như lưỡi dao, nhìn chằm chằm Chu Văn. Khụ khụ, đế đại nhân ngài không nên hiểu lầm, ta sớm biết tỉnh đạo tiên không phải là đối thủ của ngài, chỉ là lừa hắn lộ ra bộ mặt thật mà thôi. Ngươi cũng không phải tốt lành gì. Đế đại nhân hừ lạnh. Đế đại nhân, ngài cũng lừa ta không phải sao, mọi người như nhau, ai cũng đừng nói ai. Chu Văn nói. Đế đại nhân nhìn Chu Văn lạnh lùng nói, không ngờ được ta sẽ thất bại trước cha con các ngươi, đồ thuộc về ngươi, tuy nhiên nếu sau này có cơ hội, ta chung đụng với cha con các ngươi thật tốt. Chu Văn không kiềm được âm thầm cười khổ, sơ sơ hắn đã đoán ra một ít đầu mối. Những chuyện đế đại nhân nói cơ bản đều là nói thật, tuy nhiên lại lừa Chu Văn ở điểm mấu chốt. Đế đại nhân rõ ràng là tiên tộc, tại sao phải có vỏ ngoài là thân xác nhân loại, lúc ấy Chu Văn vẫn hoài nghi vấn đề này. Sau đó cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, bây giờ căn bản có thể xác định phán đoán ban đầu không sai. Nguyên nhân đế đại nhân có thân xác nhân loại tất nhiên là bởi vì đồ bên trong dương chỉ có loài người mới có thể sở hữu hoặc sử dụng. Nếu như lúc trước Chu Văn mở cái dương ra, đồ vật bên trong có 8-9 phần 10 sẽ bị đế đại nhân đoạt mất. Bây giờ không có thân xác nhân loại, đế đại nhân liền mất đi tư cách lấy được đồ bên trong dương, uy hiếp đối với Chu Văn cũng đã nhỏ đi rất nhiều. Chẳng qua suy đoán từ những lời đế đại nhân nói thì chân tướng hẳn là càng phức tạp hơn so với Chu Văn từng nghĩ. Rất có thể còn dây dưa đến nữ nhân lái thuyền kia, nói không chừng thân xác nhân loại của đế đại nhân chính là do nữ nhân đó làm ra, giữa hai người có giao hẹn nào đó. Nhân vật như đế đại nhân ngài dĩ nhiên là một lời hứa ngàn vàng, nếu nói sau này sẽ tính sổ với cha con chúng ta, vậy hôm nay hẳn sẽ không làm khó ta chứ. Chu Văn không muốn quyết một trận tử chiến ngay bây giờ với đế đại nhân. Ngươi thử nói nhảm thêm một câu nữa xem. Tâm trạng đế đại nhân hiển nhiên rất không tốt. Chu Văn cười một tiếng, không nói gì nữa, lấy chìa khóa ra cắm vào ổ khóa dương ngọc, nhẹ nhàng xoay chìa khóa. Đế đại nhân và Chu Văn đều ngẩn người, bởi vì Chu Văn dùng lực nhiều lần mà chìa khóa vẫn không nhúc nhích. Chìa khóa của ngài đúng là để mở cái dương này sao? Chu Văn nhìn về phía đế đại nhân. Sắc mặt đế đại nhân có chút quái dị, bảo Chu Văn rút chìa khóa ra, cầm ở trong tay quan sát hồi lâu, sau đó lại trả lại cho Chu Văn, bảo hắn thử lại. Kết quả vẫn như cũ, bất kể Chu Văn dùng sức thế nào thì cái chìa khóa này cơ bản không mở được dương ngọc. Làm sao lại? Không thể nào. Đế đại nhân mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Xem ra ta không giúp được ngài rồi, cái này hay là trả lại cho ngài vậy? Chu Văn ném lại chìa khóa cho đế đại nhân. Trên thực tế Chu Văn đã sớm đoán được, hắn rất có thể không mở ra được dương ngọc này, bởi vì hắn cơ bản không phải là phối sủng địa cầu trong lời đế đại nhân. Nếu như hắn là phối sủng địa cầu, làm sao tù đồ ban đầu có thể không cảm giác được, dẫu sao người ta đã từng là phối sủng địa cầu, không thể nào một chút cũng không phát hiện ra. Chuyện này không thể nào, ngươi chính là phối sủng địa cầu, đúng ra phải mở được nó, trừ khi... Không thể nào. Nếu như ngươi không phải đứa trẻ sơ sinh Chu Lăng Phong mang đi, làm sao có thể luyện thành mê tiên kinh?
Đế đại nhân hiển nhiên đoán đúng một số đầu mối, nhưng lại không thông suốt hoàn toàn. Chu Văn lại sớm đã suy nghĩ rõ ràng, Chu Lăng Phong không lừa gạt hắn, hắn và An Tĩnh quả thật đã đổi cho nhau, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì An Tĩnh mới là phối sủng địa cầu. Chu Văn nghĩ không hiểu là, Chu Lăng Phong rốt cuộc dùng phương pháp như thế nào mới có thể giấu trời qua biển, ngay cả sự tồn tại như đế đại nhân cũng không phát hiện ra đầu mối. Các bạn đang nghe chuyện Ta chỉ muốn An Tĩnh chơi game của tác giả Thập Nhị Dực Hắc Ám Xí Thiên Sứ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1909, không hổ là tỉnh đạo tiên. Chu Lăng Phong giỏi lắm, vì không để cho ta thoát khốn, thật đúng là hao tổn tâm huyết. Đế đại nhân dường như đã nghĩ thông suốt tất cả, hận đến cắn răng nghiến lợi. Ra đời đã là mặt thế, cả đời gần như vô địch. Bại một lần duy nhất lại ở dưới tay một người khó mà tưởng tượng được, hơn nữa người nọ còn vì vậy mà chết. Bây giờ lại bị từng nhân loại đánh lừa, việc này làm cho đế đại nhân cảm thấy vô cùng nhục nhã. Đế đại nhân, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một người nghĩ không bằng hai người nghĩ, nói ra chúng ta cùng nhau phân tích một chút, đến giờ ta cũng không thể hiểu được. Chu Văn cố làm ra vẻ không biết hỏi, ngươi chính là quỷ chết thay cho Chu Lăng Phong, có tư cách gì ở đây nói mát? Đế đại nhân lạnh giọng nói, ý ngài là cha ta muốn ta đi chịu chết thay cho phối sủng địa cầu sao? Chu Văn kinh ngạc nói, đến bây giờ còn gọi cha, nhận giặc làm cha, thật là ngu xuẩn hết thuốc chữa. Nếu như ngươi thật là con trai ruột của đồ vô sỉ Chu Lăng Phong đó, hắn làm sao có thể để ngươi đi làm kẻ chết thay, giấu đi phối sủng địa cầu thực sự? Ánh mắt đế đại nhân nhìn Chu Văn giống như là đang nhìn một thằng ngốc. Chẳng qua là ta không hiểu, tại sao ngươi không phải phối sủng địa cầu lại có thể tu luyện mê tiên kinh? Đây là chuyện không thể. Đế đại nhân nhìn Chu Văn từ trên xuống dưới, vấn đề này đến giờ nàng vẫn không nghĩ ra. Tại sao lại không thể? Ngài không phải đã nói sao? Phối sủng địa cầu là nhân loại, ta cũng là nhân loại, tỉnh đạo tiên cũng không luyện thành mê tiên kinh sao? Chu Văn nói, thứ mà hắn luyện kia làm sao xứng gọi là mê tiên kinh? Đế đại nhân khinh thường nói, cùng là đá nhưng đá hoa cương có thể so sánh với kim cương hay sao? Nói không chừng ta là khối đá tương đối giống kim cương chứ? Chu Văn nói, ngươi thôi đi, đây là sỉ nhục cả đời ta chưa từng có. Dù sao coi như không có phối sủng địa cầu tới lấy đồ thì phá cấm cũng là chuyện sớm muộn. Nhiều nhất không đến một năm, vật này cũng sẽ tự nhiên xuất thế, lời thề của ta cũng bị phá bỏ, đến lúc đó muốn nhìn xem Chu Lăng Phong kia làm thế nào cản được ta. Đế đại nhân ngồi về trên cái dương, nhắm hai mắt lại không để ý tới Chu Văn nữa. Chu Văn thấy đế đại nhân không để ý tới mình nữa, hắn nhìn thi thể tỉnh đạo tiên một cái, nói, ta đưa thi thể hắn đi nhé. Thấy đế đại nhân vẫn không có ý xen vào, Chu Văn ôm lấy thi thể tỉnh đạo tiên đi ra ngoài. Người chết là hết nợ, cũng đã là người chết rồi, cũng không thể tính toán cái gì nữa, Lưu Vân vẫn còn chờ ở bên ngoài. Dù gì đây cũng là thân nhân duy nhất của hắn, đem thi thể hắn mang cho Lưu Vân để cho hắn được an táng đi. Rời khỏi miếu nữ oa quả nhiên thấy Lưu Vân vẫn canh ở ngoài cửa. Lưu Vân thấy thi thể tỉnh đạo tiên, sắc mặt lập tức biến đổi. Chu Văn đang muốn trả lại thi thể cho Lưu Vân, hơn nữa nói rõ chuyện đã xảy ra thì lại đột nhiên cảm giác thi thể trong tay chuyển động. Chu Văn bị sợ giật mình, ném thi thể xuống đất. Chỉ thấy trên lưng thi thể khô đét kia nứt ra một khe hở, bên trong có vật gì đang nhúc nhích, dần dần xé khe hở, từ bên trong chui ra. Đầu tiên là một ngón tay, sau đó là toàn bộ bàn tay, một cánh tay từ bên trong chui ra ngoài, sau đó là đầu và thân thể. Một phiên bản trẻ con của tỉnh đạo tiên, mang thân thể non mềm như trẻ sơ sinh chui ra từ bên trong, dưới đất chỉ còn lại một cái xác vô ích quái dị. Ngươi vẫn chưa chết. Chu Văn kinh ngạc nhìn, tỉnh đạo tiên bản thiếu niên. Mê tiên kinh, chính là tiên tộc đều không thể mê hoặc, làm sao gọi là hai chữ mê tiên, lão đầu tử ta tất nhiên không chết dễ dàng như vậy. Thân thể tỉnh đạo tiên chẳng những biến thành thiếu niên, ngay cả giọng nói cũng trở nên non nớt. Giống như là đứa trẻ chưa vỡ giọng, giọng nói và khẩu khí trong lời ông ta hoàn toàn phù hợp nên nghe rất quái dị. Tỉnh đạo tiên không hổ là tỉnh đạo tiên. Chu Văn không kiềm được âm thầm khen ngợi, lão gia hỏa năm đó có thể ngang dọc liên bang không phải là đèn cạn dầu. Bây giờ Chu Văn mới hiểu được tại sao tỉnh đạo tiên nhất định phải mang Lưu Vân tới nơi này giữ cửa, lúc trước thấy thế nào cũng là làm việc thừa thãi, bây giờ nhìn lại thật đúng là đa mưu túc trí.
Chương 1910, hy vọng không phải địch. Chu Văn, bây giờ xem ra chúng ta mới thật sự có thể trở thành đồng bạn. Giọng nói thiếu niên của Tỉnh Đạo Tiên làm Chu Văn nghe rất không quen. Chúng ta sao? Cho tới bây giờ Chu Văn cũng không cảm thấy mình cùng Tỉnh Đạo Tiên sẽ trở thành đồng bạn, trước kia không phải, sau này cũng sẽ không. Chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao? Nói cho cùng ngươi cũng nhưng chỉ là quỷ chết thay Chu Lăng Phong tìm tới, hắn dùng ngươi thay thế phối sủng địa cầu. Nếu không phải ta làm cho nữ tiên kia mất đi thân xác nhân loại thì ngươi đoán kết quả sẽ như thế nào? Tỉnh Đạo Tiên nói, nàng sẽ cướp đi đồ trong dương, còn rất có thể giết nguyên chủ nhân là ta. Chu Văn trả lời, vậy không đúng sao, Chu Lăng Phong chính là dùng ngươi như công cụ, mà ta cũng bị hắn gài bẫy, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, ngươi không cảm thấy bây giờ chúng ta mới là đồng bạn tốt nhất hay sao? Tỉnh Đạo Tiên nói, Chu Văn lại đột nhiên cười nói, ngươi dường như rất kiêng kỵ cha ta, theo như ta biết, năng lực chiến đấu của ông ta không hề mạnh, lấy thực lực của ngươi, muốn gây phiền phức cho ông ta thì cần gì phải kéo ta theo. Vậy mới nói ngươi bị hắn lừa gạt quá thảm, hắn chưa bao giờ thật lòng đối xử với ngươi, cũng không có tình cảm gì với ngươi. Ngươi thực sự nghĩ Chu Lăng Phong là người đơn giản hay sao? Nếu như hắn thực sự đơn giản như vậy, ngươi cảm thấy hắn có thể từ bên trong miếu nữ oa ôm đi phối sủng địa cầu được hay sao? Hắn có thể thiết kế làm cho ngươi thay thế phối sủng địa cầu hay sao? Hơn nữa sau lưng hắn rất có thể còn có một Âu Dương Đình. Tỉnh Đạo Tiên hừ lạnh nói, suy cho cùng Chu Lăng Phong và Âu Dương Đình đều là cùng một loại người, đều là âm mưu gia tỏ vẻ đạo mạo nghiêm trang, cũng chỉ Vương Minh Uyên còn có chút nhân tính. Chu Văn không hề đồng ý những lời nhận xét này của Tỉnh Đạo Tiên, tuy nhiên lại có chút bất ngờ, đánh giá của Tỉnh Đạo Tiên đối với Vương Minh Uyên lại vẫn ở trên Chu Lăng Phong và Âu Dương Đình. Hy vọng sau này là ngươi không phải địch thôi. Chu Văn không có tâm trạng dây dưa tiếp với Tỉnh Đạo Tiên, sau khi từ biệt Lưu Vân liền rời đi một mình. Kỳ Tử Sơn có đế đại nhân, trừ khi phối sủng địa cầu tự mình tới, nếu không người nào khác tới đều vô dụng. Chu Văn bây giờ chỉ muốn gặp Chu Lăng Phong để hỏi cho rõ, rốt cuộc tại sao ông ta lại làm nhiều chuyện như vậy. Chu Lăng Phong dường như đã sớm dự liệu Chu Văn sẽ đến tìm mình, không đợi Chu Văn đi Lạc Dương, tự ông ta cũng đã đợi Chu Văn ở Quy Đức Cổ Thành. Đã gặp đế đại nhân rồi, Chu Lăng Phong dựa vào ghế gỗ ở lâu đình, thưởng thức ánh hoàng hôn, câu nói đầu tiên làm cho Chu Văn hơi bất ngờ. Đã gặp, Chu Văn khẽ gật đầu, sau đó hỏi, An Tĩnh có phải đứa trẻ sơ sinh ngươi mang ra từ trong miếu nữ oa không? Đúng, Chu Lăng Phong gật đầu, ta có phải con trai ruột của ông không? Chu Văn lại hỏi, nếu giả bao đổi, Chu Lăng Phong cười nói, Âu Dương Lam thực sự là mẹ ruột của ta. Chu Văn hỏi lần nữa. Đương nhiên là thật, làm sao ta có thể lừa gạt con trai mình? Chu Lăng Phong thở dài nói. Nếu ta là con ruột của ngươi, tại sao muốn để ta thay thế An Tĩnh đi mạo hiểm? Chu Văn không sợ mạo hiểm, nhưng lại cần Chu Lăng Phong cho hắn một câu trả lời thỏa đáng. Không phải ta muốn con thay thế An Tĩnh, mà là chính ngươi tự đi tới bước này. Chu Lăng Phong nói. Là ý gì? Chu Văn cau mày hỏi. Điện thoại di động không phải do ta đưa cho con, ta cũng không ngờ được con có thể khởi động điện thoại, càng không ngờ được con có thể luyện thành mê tiên kinh. Chu Lăng Phong thở dài nói, ban đầu ta chỉ muốn con sống một đời bình an, là chính con lựa chọn đi lên con đường này. Đây không phải là do ông sắp đặt sao? Nếu như không phải là ông dùng An Tĩnh đổi tôi, Tỉnh Đạo Tiên làm sao biết mà đưa mê tiên kinh cho tôi? Chu Văn bĩu môi nói. Hắn cho con mê tiên kinh là rất bình thường, tuy nhiên con vốn không nên luyện thành mê tiên kinh, thế nhưng con lại luyện thành được. Chu Lăng Phong dừng một chút, tiếp tục nói, đây cũng là ảnh hưởng từ điện thoại di động kia chứ. Thật ra thì đến bây giờ ta cũng không biết rõ, tại sao con có thể khởi động được nó. Trên lý thuyết mà nói, chiếc điện thoại di động đó chỉ có An Tĩnh có thể sử dụng, ta trước kia cũng đã thử rất nhiều lần vẫn không thể khởi động được. Các bạn vừa nghe xong tập 191 của bộ truyện Ta chỉ muốn An Tĩnh chơi game của tác giả Thập Nhị Dực Hắc Ám Xí Thiên Sứ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.